Sáng Thế Ký đoạn 2. Thiết lập ngày thứ bảy nên thánh. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, hoặc là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài chỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Ấy là gốc tích trời và đất khi đã dựng nên trong lúc Giê-hô-va Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Vả lúc đó chưa có một ngọn cây cỏ nào mọc ngoài đồng, và cũng chưa có một ngọn cỏ nào mọc ngoài ruộng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chưa có cho mưa xuống trên đất, và cũng chẳng có một người nào cày cấy đất nữa. Xong có hơi nước dưới đất bay lên tưới khắp cùng mặt đất. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sanh khí và lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Cảnh vườn Ê-đen. Đoạn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngã. Từ ngã thứ nhất là Bi-sôn, ngã đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-kê, chảy về phía đông bờ cõi E-si-ri. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả của các thứ trong vườn, các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn đến chắc sẽ chết. Thiết lập lễ hôn nhân. Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắng lên các loài thú đồng, các loài chim, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó là sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên cho các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng, nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.